Chào mừng các bạn đến với Điện tử Tương Lai. Hôm nay mình xin giới thiệu với bạn một cái bộ máy khoan mini rất là nhỏ gọn và đơn giản. Bộ này thì sử dụng khá là chất lượng nhưng mà giá cả lại rẻ. Thì cái bộ này có nguồn vào là 12V, có tốc độ khi không có tải của mình là 16.000 RPM, tức là 16.000 vòng phút á. 16.000 vòng phút là khá là mạnh nha, khá là nhanh á, chứ không phải bình thường đâu. Thì nó chỉ nặng có 0,15kg thôi, rất là nhẹ. Rồi mình sẽ khui ra để các bạn cùng xem. Khi các bạn mới mua về thì mình sẽ được một cái nguồn như thế này. Đầu tiên là một cái nguồn adapter 12V 2A để cấp nguồn cho bộ máy khoan. Tiếp theo đó là một cái hộp đựng phụ kiện, bộ máy khoan chính của mình và một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Rồi bộ máy khoan chính của mình nè, các bạn sẽ thấy được nó cực kỳ nhỏ gọn luôn đó, rất là nhỏ, chỉ nặng 0,15kg thôi. Ở đây thì bộ máy khoan của mình cũng giới thiệu sơ qua luôn. Nó gồm có nguồn này, cái công tắc mặt nguồn này. Ở đây là cái đầu mũi của mình, mình có thể thay cái đầu này đi. Đó, mình có thể thay đi, mình có thể nhấn cái này để mình cố định lại để mình xoay cho dễ. Đó, mình sẽ thay cái đầu của nó này. Mỗi cái kiểu đầu là mỗi cái mũi két, mũi khoan, cho nên là mình sẽ thay liên tục. Đó. Ngoài ra hai bên mình có thể quan sát được là có các cái lỗ làm mát. Rồi, thì cái này mà mới là cái quan trọng nhất này, cái bộ phụ kiện. Bộ phụ kiện của cái này thì thấy khá là đầy đủ, chẳng thiếu cái gì cả. Đầu tiên đó là cái bộ mũi khoan của mình. Đó, các bạn sẽ thấy đủ loại kích thước nhỏ. Đó, đủ loại kích thước luôn. Thì cái bộ mũi khoan này đây mình xem thông số được. Kích thước của mình là gồm có 0.51, 1.5, 2.4, 3.2mm. Đó, bộ kích thước của mình là như vậy. Đây là cái bộ cụ làm sạch. Đây mình sẽ lấy hết ra cho các bạn xem. Đây là những cái dao két này, cái lưỡi két này. Cái này thì để làm đánh bóng bóng lại. Đây là các cái đầu để gắn các cái mũi của mình. Đưa 1, 2, 3, 4, thêm cái đầu nem, thêm cái đầu có sẵn trong mũi khoan của mình nữa, trong cái máy khoan của mình nữa là 6. Các cái viên đá mài. Cái này cũng dụng cụ làm sạch. Đây, cái này cũng đánh bóng bình mịn. Cái này cũng mài luôn, cái mài thô, cái mài tinh. Đó, đá mài. Cái mài này thì mình cũng ít dùng. Còn cái mũi này á là để các bạn biến vào đây. Đó. Nó cũng bệnh giống như là cái vít của mình. Đó, rồi phải làm như thế này. Đây, biến vào đây. Còn cái bộ này, các bạn có thể lưu ý một vài cái quan trọng trong này thôi. Và cái này nữa. Cái này thì cái đầu này là để gắn những cái miếng giấy nhám. Các bạn thấy cái như thế này. Đây mình có 4 miếng. Đây cũng là một cái quan trọng này. Cái này là cái lắc két của mình, dao két của mình. Thì mình có thể tháo ra. Các bạn lưu ý là phải giữ lại cái miếng đệm nha. Miếng đệm này quan trọng, mắc mà dễ gãy cái dao két lắm. Đây mình sẽ đến thử và mình xem. Cái dao két của mình nó rất là mỏng, cho nên là các bạn phải lưu ý và cẩn thận. Đó. Sau đó mình đệm vào. Mình có thể dùng vít để mình cố định lên đầu này. Mình xem nó còn thứ gì không. Đây, còn có một cái bộ, hai cái đầu này là để các bạn khắc chữ lên kim loại này, những cái thủy tinh, những cái vật thể cứng á, khắc chữ lên, bởi vì cái đầu của nó được mạ kim cương, à, rất là cứng. Thì cái này các bạn có thể mua ngoài riêng cũng được, hoặc là nó có trong sẵn trong bộ mình có hai cái đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ gắn thử cho bạn cùng xem. Mình sẽ thay cái đầu này. Cái này là cái miếng bảo vệ đầu này, để giữ cái đầu lại của mình này. Mình sẽ thử cái một cái mũi khoan chẳng hạn. Mình sẽ cắt cái này ra.
À, mình sẽ được những cái mũi khoan như thế này. Mình sẽ lựa chọn một cái mũi khoan đi, mình sẽ lựa chọn một cái vừa với cái mũi mũi đây. Mũi này chiếc 1.3. Cái này vừa này. Mình sẽ tiến vào đây. Sau đó mình cố định lại. Nếu các bạn xây thế này thì không được, các bạn phải cố định lại này. Mình giữ 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 đây rồi, nhưng mà đã xong, mình sẽ cấp nguồn cho nó mình không làm tên này. Mình cấp nguồn cho nó này, rồi mình sẽ cấp điện. Rồi khi mình bật đó, mình sẽ thử khoan đây. Thử khoan cái bo mạch của mình này. Mình thì chuyên về bo mạch cho nên mình thích mấy cái mũi kiểu dài lắm, mấy cái cầm tay á. Đó, kiểu như vậy. Thử một cái to hơn nhé. Cho mình thử cái khác đi. Thử một mũi khoan thôi. Bây giờ thì mình sẽ thử với một cái đầu khác. Thử cái đầu két này đi. Thì mình sẽ kiếm một cái đầu phù hợp. Đây, cái đầu này phù hợp này. Đó, vừa kích này. Đầu tiên thì mình sẽ cho nó vào trong cái cố định trong cái đầu của mấy con của mình. Rồi, sau đó mình cho cái này vào, cho lúc luôn. Sau đó mình cố định vào trong cái mấy con mini. Mình đánh lại. Rồi xong, đấy. Các bạn lưu ý nè, cái đây cái đá mài, cái đá két của mình á, lưỡi dao két của mình á, nó rất là mỏng, nó có thể bị gãy nên các bạn phải cẩn thận, phải bảo quản nó cẩn thận cho nó gãy. Và khi các bạn két cũng nên đeo kính. Ở đây mình sẽ thử két thử một cái miếng bo cái mạch của mình như thế này. Khảo cho các bạn xem thôi. Rồi thì mình sẽ thử cái đầu khác nữa. Như cái này mình ít dùng, cái bộ làm sạch đi. Mình cũng sẽ chọn một cái cây phù hợp. Cái này cũng phù hợp luôn nè. Và cái trên kính này, nó đều có những cái kích thước phù hợp với từng cái mũi của mình. Tương tự thì mình sẽ ghép vào đây trước đã. Ghép vào đây trước. Sau đó mình cố định cái lưỡi dao vào. Đó. Kiểu như vậy. Như vậy thôi. Nói chung thì mỗi đầu các bạn hãy lựa chọn cho mình một cái đầu nối thích hợp. Ở đây thì các bạn có thể tháo rời các cái bộ phận của cái bộ này ra để các bạn thay thế các bộ phận bên trong nếu như mà nó bị hỏng hóc gì. Thì các bạn có thể tham khảo vào cái hướng dẫn sử dụng của mình. Đây, nó có các cái phần đã được vỉ hết ra như thế này rồi. Đó. Rồi video của mình đến đây là hết.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu cần tư vấn hay có ý tưởng gì mới lạ, để lại bình luận ngay bên dưới. Và đừng quên like và subscribe kênh của mình để theo dõi các video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.